Vâng, xin chào tất cả các bác mọi miền tổ quốc. Nay em cập bến được hàng eBay về ba sản phẩm, đó là một bộ Mixua L4 SM58 này các bác. Em đấu giá về giá rất là tốt, còn đó là còn nguyên từ A tới Z luôn, kể cả cái râu các bác. Bác nào muốn lấy thì liên hệ em, giá rất tốt nha. Và một con Sansui 881 đẹp, gọi là hải bay về, gọi là thiếu mỗi thùng xốp thôi. Giá là 17 triệu. Con Mix L4 SM58 của Mỹ giá là 6 triệu. Bác nhanh tay mình chốt nha. 6 triệu bao ship toàn quốc. Và con Sansui 881 hết số rồi nha. 881 320W, 4 cầu điện, giá 17 triệu. Và một con Omega Bắc Quái 1967 cập bến nữa nha các bác. Hàng em gọi là tuyển lựa những con đẹp, tí nữa em giới thiệu các bác sao, đẹp lắm nha. Những con bắt quá bên em mà vẫn sưu tầm về nha các bác, gọi là hàng đẹp có nhìn tay này, nấm này, có nhìn sơ bộ qua nha. Tí nữa em qua các bác xem sale. Đấy. Những con này là đấu Nhật về nha các bác, đấu Nhật về. Còn con đây là hai con 881 và con Sua L4 SM58 này là hàng đấu eBay Mỹ về. Bộ này em giao các bác cả pin sạc phụ kiện đầy đủ luôn. Nó về là nguyên hết nha các bác, nguyên kiện như này. Tất cả riêng từ A tới Z nha, tem cờ còn mấy con luôn. Giá 6 triệu cho các bác nào nhanh tay nha. Còn đợt trước thì có con gì, một con gì giá 6 triệu rưỡi nha. Còn em đấu tốt hơn, giá 6 triệu cho các bác nào muốn cần một bộ Sua. Nó phân khúc tầm 6 triệu thì chốt ngay bộ này L4 SM58 nha. Này tè rất đẹp nha các bác. Đây có thấy chưa? 6 triệu nha các bác, bao gồm pin sạc dây đầy đủ nha. Đây là cục sạc adapter của Sua. Cầu này biết chạy bao nhiêu điện không biết. Điện 120 sao? À 100 đến 240, 4 cầu nha các bác, rất là tiện. 6 triệu và đây còn 881. Em một cái sơ bộ cho các bác cùng ngắm thôi chứ còn nó mới thiếu shop nha. Vừa rồi thì em cũng có giao cho hai con cho hai bác rồi. 881 là dòng hết số và lực tiếng của nó như là 9090 các bác. Tiếng hay lắm, lực lo nào cũng khó mà làm khó được em nó. Trang bị là ba cầu loa luôn nha, ba cầu loa bởi vì nó mạnh. Ba cầu loa. Mới tinh này các bác. Bảng cao nhất 320W. Mới tinh. Mới con luôn ấy. Các nhìn chữ nghĩa này, chu. Đấy, anten này. Series con dòng 881 dấu này 2105 nha, con này series 2105. Sexy là 7 màu mới con. Tem cờ không thiếu gì hết các bác. Đấy, xuất Mỹ nó có cái tem cam cam. Hai tem phía trên. 17 triệu bao gồm phí ship nha. Bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200. Còn là 16 triệu 8. Hiện tại em nó đang để điện 110 đó. Đấy, không tì vết luôn nha các bác thấy. Từng phần phay này, phần phía trên này. Cái chắc những con hàng đấu mạng về nó như thế này không? Có thấy phê không? Mới con luôn. Nhìn cái phần phay này các bác. Đẹp. Nấm nút này. Chỉnh bát mic chép luôn nha, dòng đời cao cấp nhất của dòng 3 số á. Chỉnh bát mic chép luôn, ba cầu loa ABC, A+B, A+C. Có lo nét đầy đủ nha các bác. Rồi, đi đến siêu phẩm Omega Bắc Quái, con này là 1967. Vừa rồi em cũng có về đã giới thiệu các bác một con rồi. Đấy. Siêu phẩm của nhà Omega nha các bác. Nhắc tới Omega là tượng đài của Omega là những con Bắc Quái này nha các bác. Những con này lên tay là cực kỳ mê luôn. Được trong anh em chơi đồng hồ và cũng như là muốn sưu tầm những dòng Omega thì luôn để ý tới những dòng mắc quái này hoặc là dòng Smarter. Nói chung như tượng đài của dòng hãng Omega là dòng Smarter và bắc quái không. Smarter thì giá nó sẽ nhị hơn nha. Smarter nó cũng tùy theo dòng. Dòng mà không bọc vàng nó sẽ rẻ hơn, không bọc vàng trắng luôn á thì nó sẽ khoảng mười mấy thôi, còn bọc vàng thì nó trên 20, còn có nhiều con vàng khối nó làm tới 40 lần nha các bác. Con này bọc vàng nha các bác, bọc vàng toàn thân bốn tay, đài thiên văn bọc vàng luôn nha. Con này mới con nha, bác nào cần hình chi tiết thì nhắn vào Zalo nha. Con này giá em giao 40,5 nha các bác. Với đối với hàng đẹp đó, các bác nhìn tay này, bốn cái tay của nó đó. Đấy, nó đẹp, niền nó này, có nhìn niền nó này, gọi là keng luôn, không tì vết rồi luôn, hàng là hàng tuyển như đó, gọi là hàng tuyển chọn á.
liền là sáng tròn. Con này giá 40.500 nha các bác, em vẫn về giao các bác 40.500. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nha. Máy thì em tất cả bảo hành là nguyên zin và bảo hành là 3 năm, bảo trì là trọn đời sản phẩm, có nghĩa là vệ sinh và chai dầu là trọn đời sản phẩm cho các bác nha. Những con này là sử dụng máy cơ automatic gọi là huyền thoại rồi, nên là nó chạy thiên thu, chạy muôn đời muôn kiếp luôn các bác. Chỉ cần đeo lên tay là em nó chạy thôi, chứ không phải là một bình đâu, là một cơ nó mới giá trị nó cao các bác. Rồi thì em mới về được một con bắt quái này với một con 881 với một bộ Mixua L4. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nha. Rồi thì em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.